Mới đây, tên trộm số nhất năm được gia chủ bật điện đón, nhưng lại vội bỏ chạy khiến ai nấy đều phải bật cười. Theo đó, hai người đàn ông điều khiển xe máy dừng lại trước cửa một ngôi nhà. Lúc này, đối tượng ngồi sau liền chạy thẳng vào trong, mặt con chó sủa inh ỏi, hắn ta vẫn lầm lũi lại gần. Ngay lúc này, bất ngờ đèn ngoài sân của ngôi nhà bật sáng, cùng lúc đó là giọng nói của một người đàn ông vang lên qua camera. Alo, mày muốn làm gì vậy? Tên trộm giật mình, chết lặng trong vài giây rồi hốt hoảng bỏ chạy một mạch ra nơi đồng phạm đang đứng chờ sẵn. Chỉ 23 giây trong đoạn clip ngắn ngủi khiến nhân mạng được phen cười nghiêng ngả. Nhiều bình luận hài hước rằng đây chắc chắn là tên trộm đen nhất năm bị gia chủ dọa một phen hồng bay phách lạc. Alo, mày muốn làm gì vậy? Alo.